ma giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Trịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn. Để hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập chủ nhật ngày hôm nay, và con thấy vết cam của sư rất là rõ ràng, và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Con đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức. Dạ quý vị có nghe rõ âm thanh không ạ? Cảm ơn quý vị cô Nhật Quỳnh bác Quát Tha Ná cô Rạng Đông. Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 12 ngày 2021, như một cái ngày mà gần cuối năm rồi, một con số rất là đẹp. Ngày 12 tháng 12 2021, cái ngày đẹp thì chúng ta cũng làm một cái hành động đẹp, nhất là ôn tập học Phật pháp, đọc lại lời dạy của Đức Phật, một cái việc làm mà thiện, khẩu thiện, lời nói thiện. Và bây hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phẩm Pandita, phẩm hiền trí, từ câu 79 đến câu 81. Cùng với đó là ba cái duyên sự tóm tắt mà chúng ta cũng ôn tập ngày hôm nay. Thứ nhất đó là duyên sự liên quan đến và thứ ba đó là một cái vị tên là Phát-ti-giá với cái hình tướng nhỏ bé. Thì đó là ba cái duyên sự tóm tắt mà chúng ta cũng sẽ tập cùng với ba câu kệ ngôn số 79, 80 và 81. Và ngày hôm nay thì ngày rất là đẹp, cho nên quý vị cố gắng chúng ta cũng nghiêm trang tranh thủ cái thời gian để mà cố gắng ôn lại một câu kệ ngôn Pháp Cú nhân cái ngày mà đẹp như thế này. Quý vị nào ở đây chưa từng ít có khi mà cầm mic để ôn bài đó, hôm nay thì quý vị cố gắng sắp xếp để xung phong nha. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ nghe được nhiều vị tham gia để mà ôn tập. Và bây giờ thì để bắt đầu cho cái buổi ôn tập này, tình đàn xin kính thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng lễ bái Tam Bảo. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeṃ Sakkhato bhagavata dhammo Dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho
Sankhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa chúng con kính lễ Chư Tăng, và một lần nữa xin mến chào toàn thể quý vị đã tham gia diễn đạt Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay diễn đạt Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần, và chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập cuối tuần này với ba câu kệ ngôn 79, 80 và 81. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập tập thể. Quý vị cùng lắng nghe và theo dõi. Phẩm Pali Tá, phẩm hiền trí, câu số 79. Thamabiti sukhang seti vipassanena cetasa ariyam bhavedite thamme sadaramati pandito. Thamabiti sukhang seti vipassanena cetasa ariyappa vedite thamme sadaramati pandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Câu số 80. Una kanhi na yanti netika usukara nama yanti techanang darung nama yanti tachaka atanang dama yanti bandita. Vakanhi na yanti netika usukara mayanti techanang darung namayanti tachaka atanang damayanti pandita. Người trị thủy dẫn nước, người kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Người trị thủy dẫn nước, kẻ tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Câu số 81. Sê lô yá thà ê căng gà nô vá tê na na sa mi ra tì ê quang na nín đa ba sang sa su na sa minh chán tì bàn đi ta. Sê lô yá thà ê căng gà nô vá tê na na sa mi ra tì ê quang nín đa ba sang sa su na sa minh chán tì bàn đi ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Nam Mô Bụt Tha. Kính thưa quý vị, thì vừa qua thì chúng ta theo dõi phần ôn đọc lại ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 79, số 80 và số 81 mà bằng văn bản Pali và bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tiếp theo sau đây thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng nhau để mà tạo cái thiện phước, nhất là lời nói thiện bằng cách ôn tụng lại những câu Phật ngôn, những lời Phật dạy,
được ghi chép lại xuyên suốt mấy ngàn năm qua. Đây là một cái cách mà Tịnh Đạt thường hay nhắc đi nhắc lại ở trong cái diễn đàn Pháp Cú Kinh, mà nhất là trong cái phần ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ Nhật. Đó là không phải đơn thuần chúng ta ôn tập, chúng ta đọc chỉ mang tính chất là tham khảo hay là tìm hiểu. Ngoài lợi ích đó ra, còn có một lợi ích mà ít có ai có thể để ý, đó là cái việc chúng ta đọc lại, nhắc lại cái lời Phật dạy, thưa quý vị, rằng đó là một cái cách để mà gìn giữ cái giáo pháp. Buddha sa sa năng chư răng tích tha tú, Phật pháp được trường tồn, có được hay không là nhờ tất cả mọi người cùng chung tay góp sức. Các cái kỳ kết tập tâm tạng ở những thời điểm khác nhau, ở những quốc gia khác nhau, và cho đến ngày hôm nay vẫn còn cái truyền thống kết tập kinh điển tại Miến Điện. Nó đúng ra thì trùng tụng kinh điển ở tại Miến Điện. Trùng tụng là như thế nào, thưa quý vị, và kết tập là như thế nào? Trùng tụng là nhắc lại những lời Phật dạy đã được ghi chép. Còn cái thời kỳ sơ khai, khi mà chưa có chữ viết và những cái thuộc lòng hay là những cái văn bản, những cái lời dạy của Đức Phật còn bị nhớ một cách sai lạc, thì cần phải có cái sự kết tập để mà các cái vị thánh tăng, các ngài xác minh lại để làm rõ lại những cái vấn đề còn thiếu sót. Cho nên chúng ta ở trong cái diễn đàn Pháp Kinh này, mỗi khi mà chúng ta ôn tập, chúng ta ngoài cái việc mà làm cái công đức, hoặc là ngoài cái việc mà tìm hiểu về kiến thức Phật Pháp, thì chúng ta sẽ tác ý thêm một cái vấn đề, đó là chúng ta đang góp một cái viên gạch để mà xây dựng cho cái ngôi nhà Phật Pháp đang kiên cố hơn. Thì đó là một cái lý do mà Tịnh Đạt nghĩ rằng nếu quý vị nào có cái điều kiện không gian cũng như là chuẩn bị âm thanh, thiết bị máy tính ổn định, thì chúng ta hãy cố gắng để mà một lần đọc lại lời dạy của Đức Phật ở trong một tuần. Thì đó là một cái gợi ý của Tịnh Đạt khi mà chúng ta tham gia diễn đàn, bất cứ diễn đàn nào, bất cứ khi mà chúng ta đọc mở kinh, đọc sách, nếu mà chúng ta giữ cái tác ý đó thì rất là hoan hỷ. Để quay lại với lại cái ôn tập ngày hôm nay, thì là ôn tập ở phẩm Hiền Trí với ba câu kệ ngôn Pháp Cú 79, 80 và 81. Một lần nữa thì Tịnh Đạt xin được mời tất cả quý vị cùng nhau giơ tay xung phong để mà chọn cho mình một câu để ôn tập lại và đọc luôn, ôn tập luôn cái phần. Dạ bây giờ thì xin mời vị nào xung phong đầu tiên ạ. Dạ vâng, mời cô Rạng Đông nha. Dạ xin được xuống, kính mời cô. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú số 79. Tham ma bi tí su khang se tí vipassane na che ta sa ariya pa we di te tham me sa da ra ma ti pan di to
Thamma pi ti su kang se ti vipassane na che ta sa ariyappa we di te thamme sadaramati pandito. Pháp hỷ đem an lạc, giới tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ, giới pháp bậc thánh thuyết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pháp hỷ đem an lạc, giới tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ, giới pháp bậc thánh thuyết. Dạ. Kính xin bài duyên sự ạ. Em chưa thấy bài duyên sự ạ. Dạ, thấy rồi chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị. Đức vua Cấp Pí Ná, một ông vua thọ hưởng tối thắng về dục lạc ngũ trần, do phước lành gieo trồng trong quá khứ, sau khi xuất gia đã đắc quả A-la-hán và thường tự nói quả thật hạnh phúc. Các thầy tỳ khu hiểu lầm, bạch với Đức Phật rằng rõ ràng vị đại đức kia đang tưởng nhớ những thú vui dương dã của thời xưa nên đã thốt lên như vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng, người thấm nhuần giáo pháp thường sống đời hạnh phúc, chính vị ấy đang thọ hưởng hạnh phúc niết bàn nên mới thốt lên câu cảm hứng, đại khái thế ấy vậy. Dạ, xin chấm dứt. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ, sa thú sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thâm Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rừng. Con xin đọc câu pháp cú số 79. Thâm Má Pi Tí Sú Khăn Xê Tí Viết Bá San Nề Ná Chê Tá Sa A Rí Giáp Bá Quê Đi Tê Thâm Mê Sá Đà Rá Má Tí An Lý Tô Thâm Má Pi Tí Sú Khăn Xê Tí Viết Bá San Nề Ná Chê Tá Sa A Rí Giáp Bá Quê Đi Tê Thâm Mê Xá Đà Rá Má Tí Pan Lý Tô. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đức vua Cáp Bí Ná, một ông vua thọ hưởng tối thắng về dục lạc ngũ trần do phước lành gieo trồng trong đời quá khứ. Trong quá khứ, sau khi xuất gia đã đắc quả A-la-hán và thường tự nói quả thật hạnh phúc. Các thầy tỳ khu hiểu lầm, bạch với Đức Phật rằng rõ ràng vị đại đức kia đang tưởng nhớ những thú du vương quả của thời xưa nên đã thốt lên như vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng, người thấm nhuần giáo pháp thường sống đời hạnh phúc, vì ấy đang thọ hưởng hạnh phúc niết bàn nên mới lên câu cảm hứng khái thế ấy vậy. Dạ hết, dạ cảm nhân đã đọc bài xong. Dạ kính mời bằng tay của huynh Quát Thanh Á. Sa thú lành thầy Siddha Cẩm Vân. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sa-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chế đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể
đọc bài kinh pháp cú số 79 và kính tri ân đại đức Thượng Đạt. Thamma piti sukhang seti pipasane na che tassa ariya parite thamme sada ramati pandito. Thamma piti sukhang seti vipassane na che tassa ariya pavedite thamme sada ramanti pandito. Thamma piti sukhang seti vipassane na che tassa ariya pavedite thamme sada ramanti pandito. Thamma piti sukhang seti vipassane na che tassa ariya pavedite thamme sada ramanti pandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Bản dịch của ngài Minh Châu. Đức vua Kapina, một ông vua thọ hưởng tối thắng về dục lạc ngũ trần, do phước lành gieo trồng trong quá khứ, sau khi xuất gia đắc quả A La Hán và thường tự nói: quả thật hạnh phúc, các thầy tỳ khưu hiểu lầm, bạch với Đức Phật rằng rõ ràng vị đại đức kia đang tưởng nhớ những thú vui vương giả của thời xưa nên đã thốt lên như vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng người thấm nhuần giáo pháp thường sống đời hạnh phúc, chính vì ấy đang thọ hưởng hạnh phúc niết bàn nên mới thốt lên câu cảm hứng khái thế ấy vậy. Dạ hết. Dạ, mến mời dạ Tina tiếp theo. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 79. Thamma piti sukhang seti vipassane na che tassa ariyappavedite thamme sada ramati pandito. Thamma piti sukhang seti vipassane na che tassa ariyappavedite Pawe di te thamme sada ramati pandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. Thamma piti sukhang seti vipassane Tina ơi, cầm mic trở lại, đâu càng hết nghe rồi Tina ơi. Dạ, cảm ơn rạng đông. Dạ, mến chào Trần Đạo. Trần Đạo có thể đưa bàn tay mình lên không? Dạ, trong khi chờ đợi Tina trở lại, dạ con xin được ôn bài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ con cũng rất là thích câu 79, nhưng con thấy nhiều vị chọn câu 79 rồi nên con xin được chỉ hướng và dạ, đọc câu 80.
Con xin được ông đọc câu 80. Và cảm ơn Minh Quách Hành cho bài học. Udakan hina jan tinatika usukara mana jan tite chanang darum mana jan tita chaka atanang mana jan tibandita. Udakan hina jan tinatika usukara mana jan tite chanang darum mana jan tita chaka atanang. Ta năng mana dành thì bạn đi ta người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thợ mộc uống rượu bậc trí nhiếp tự thân. Ô đa can hi na yan ti na ti ka ô so ka ra ma na yan ti te cha nang đà rụm ma na đà rụm na ma yan ti ta cha ka a ta nang ma đà ma yan ti ban đi ta. Ô đa can hi na danh ti na ti ca ô su ca ra ma na ma danh ti te cha năng đà rụm ma na danh ti ta cha ca a ta năng ma na danh ti ban di ta. Ô đa can hi na danh ti na ti ca ô su ca ra ma na danh ti te cha năng đà rụm na ma danh ti ta cha ca a năng đà ma danh ti ban di ta. Rằng đông cha Nhật Quỳnh xin duyên sự và cảm ơn rằng đông. Một cậu bé 7 tuổi tên là Bandita xuất gia Sayi. Ngày kia khi theo thầy trì bình thất thực, vị Sayi để ý thấy những người dẫn thủy nhập điền bằng cống rãnh, những người thợ làm tên uống thẳng cây tên và những thợ mộc bạo gỗ đẽo ván, và khởi lên những dòng tư tưởng về pháp tu tập tự kiểm soát lấy mình. Vì ấy nghĩ, những vật vô tri có thể uống nắng được, tại sao ta lại không thể kiểm soát được cái tâm của ta? Nghĩ về, ông xuất vào tỉnh thất, chuyên chú hành thiền và đắc quả A-la-hán trong lúc chỉ có tuổi tại kỳ viên tỉnh xá. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con rất là thích cái câu 79 để với cái pháp mà con học được của quý ngài qua lời truyền dạy của lời dạy của Đức Thế Tôn thì giúp cho con rất là hoan hỷ và để tu tập theo. Nhưng mà con thấy trong đạo tràng nhiều vị đã chọn câu 79 nên con coi lại, và con cũng chọn câu 80 lý do để mình tự dạy mình. Dạ, để tự dạy mình, có đôi lúc con cũng phải tự dạy mình tại sao mình phải làm điều này, phải làm điều kia, phải nói cái nọ để cho tâm mình bị ô nhiễm. Mình phải làm như thế nào để tâm mình từ từ nó sẽ được thanh tịnh. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh mến mời Trần Đạo nha. Dạ, mời Tina có thể cầm mic trở lại. Lúc nãy Tina mới đọc được có một câu, Tina ơi. Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà, với cô, tu nữ. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin kể câu kinh pháp cú số 81 ạ.
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài Pa-hi-ya. Pa-thi-ya là một vị A-la-hán khả kính, nhưng thân hình nhỏ bé của Ngài thường là tâm điểm các cuộc phá khuấy. Khi được biết vị Thánh Tăng không chút sao động trước những sự thiếu tôn trọng đó, Đức Phật dạy rằng, cũng như tảng đá đặt không tầm bổng, không hề bị gió bốn phương lay động xê dịch lúc lắc, các bậc lộ tận dầu còn ở trong dòng tâm pháp thế vẫn không hề bị phiền phức. Tâm các bậc ấy không lay động biến đổi vì ảnh hưởng của sự não hại hay là bất thân thiện. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Vinh Vatthana và chị Đặng Đông đã bớt bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Tina ơi, một bữa nay đường truyền Tina quá là yếu luôn. Té liên tục. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, thành thị chắc không có trước máy rồi, chỉ là vào treo áo đấy thôi. Dạ, kính lệ cô tu nữ Quý Hí Gia Tà Ná vừa vào đạo tràng. Dạ, hôm nay cô thử cầm mít cơ. Thưa cô, cầm mic lâu lắm rồi không nghe được âm thanh của cô. Cô có thể cầm mic không cô? Nếu được, kính mời bằng tay của cô ạ. Dạ, cũng không thấy mà cũng không thấy bằng tay của cô, không thấy tín hiệu của cô. Dạ, Như Quỳnh thấy Xích Ái Kim vào đạo tràng cũng nhiều lần và cũng ở lớp học của Tha Thâm Má thường xuyên. Nhưng mà ở lớp học của Tha Thâm Má thì khó có cơ hội cầm mic. Ở cái room học cuốn này có cơ hội cầm mic thì Nhật Quỳnh muốn mời Ái Kim. Ái Kim có thể lên cầm mic và đọc cũng được, đọc Bali cũng được, đọc tiếng Việt cũng được, hoặc là kể cũng được. Đâu Ái Kim thử cầm mic đi. Dạ, Ái Kim thử cầm mic coi. Nhật Quỳnh thấy là Ái Kim là riêng học ở lớp học Bồ Tát Thâm Má và cũng thường qua đây. Mà cái rơm hấp cuốn này thì mới rộng vòng tay. Dạ, mời Ái Kim nha. Nếu mà cứ tận lên mà chào đạo tràng cũng được, đánh lễ quý sư cũng được, hoặc là đọc tiếng Việt cũng được. Dạ, mời Ái Kim nha. Mạnh dạng lên đi, không chịu cầm mít nè, chỉ thính pháp thôi hả? Mình cầm mít á, mình cầm mít được á, tại vì bản thân Nhật Quỳnh á, kinh nghiệm á,
là khi mà mình cầm mic được thì mình có thể biết mình đọc sai hay đúng, nhờ quý sư sửa cho mình thì mình sẽ ổn định hơn. Còn nếu mà mình ngồi nghe hoài hoặc mình tự mình đọc một mình hoài, không bao giờ biết được là mình đọc sai hay đúng không. Tại vì kinh nghiệm bản thân của Nhật Quỳnh, cũng như Nhật Quỳnh đã có một vị bữa nay chưa không thấy vào đạo tràng, mà vào trung 6 năm không bao giờ dám cầm mic. Nhật Quỳnh đâu có biết đâu mà cứ thấy hoài, rồi cuối cùng Nhật Quỳnh mời lên thì mới đầu cầm mic thì đọc Bali không được ổn lắm. Nhưng mà nhờ cầm mic nhiều ngày thì đọc Bali ổn, rất là tốt đẹp. Mặc dù hoàn cảnh của cái vị này rất là hơi khó khăn, nên bây giờ ai Kim cứ thử cầm mic đi. Dạ, cầm mic đảnh lễ chư Tăng cũng được, chào đạo tràng cũng được, làm quen từ từ đi. Alo, cầm mic đi. Lúc mà cái vị đó 6 năm trời không có dám cầm mic mà theo dõi Nhật Quỳnh hoài luôn. Nhật Quỳnh đâu có biết đâu, cứ thấy một bữa BM nói chuyện với Nhật Quỳnh, nên là Nhật Quỳnh nói là con đã theo cô 6 năm rồi. Vậy là Nhật Quỳnh mạnh dạn mời lên, cuối cùng vị này đã đọc Bali rất là ổn. Vậy thôi à. Dạ bạch sư, vị này con thấy học thường vào lớp học đó bạch sư, mà không có thấy cầm mic nên con đã khuyên cắn rất là nhiều, nhưng mà vẫn không có chịu cầm mic. Dạ bây giờ con không cần thấy có vị nào nữa thành thị thì con biết là không, chỉ có treo áo thôi bạch sư. Nên con cung thỉnh sư trở lại đạo tràng để điều hợp chương trình ngày hôm nay. Con kính dâng mic đến sư. Dạ, có một điều thế này nè, nếu mà ở lớp học trực tiếp đó, tức là lớp học mà offline đó, thì cái vị đứng lớp đó, là cái vị hướng dẫn, mình ở đây mình khoan nói là cái vị thầy, là cái vị hướng dẫn. Cái người ngồi ở dưới lớp đó, đối diện đó là những người đang cần cái sự hướng dẫn, mà mình có thể nói là học viên. Thì khi mà mình ở vai trò nào thì mình sẽ chấp nhận cái phần sự ở vai trò đó. Cái người hướng dẫn thì phải chịu trách nhiệm với cái lời dạy, lời giảng của mình, và chịu trách nhiệm đó là phải có sự chuẩn bị bài cho các học viên, và làm sao cho các học viên nắm bắt được cái bài học ngày hôm đó. Đó là cái nhiệm vụ của cái người hướng dẫn. Còn cái người học viên á, thì phải có cái trách nhiệm, cái phận sự đó là đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chuẩn bị bài để mà tiếp thu. Và cái trong cái quá trình mà dạy ở một cái lớp offline đó, thì thưa quý vị rằng nó rất là dễ so với cái lớp online, bởi vì có cái sự tương tác trực tiếp. Và trong cái sự tương tác trực tiếp đó thì cái người hướng dẫn họ có thể dùng nhiều cái cách, nhiều cách thức để mà làm sao cho học viên nắm được cái vấn đề. Sư nhớ những cái lớp Anh văn đầu tiên mà sư đi học đó, ở tại chùa hoặc là ở trung tâm, thì phải nói rằng đối diện với cái cảm giác mà bị giáo viên kêu lên để đọc bài đó, hay là trả lời câu hỏi đó, phải nói là rất là khó, rất là khó khăn. Tại vì mình chưa có tự tin với cái tiếng Anh của mình. Nhưng mà đó là cái cách mà người hướng dẫn họ đang giúp mình. Họ đang giúp mình. Thì thưa quý vị rằng ở lớp học trực tiếp mình có nhiều cái cách để mà mình điều phối cái lớp học. Nhưng mà lớp học online, nhất là cái chương trình online của Bao Talk này á, tức là một người nói mọi người nghe, người nào nói thì giơ tay, nó có cái sự thứ lớp. Nhưng mà chính vì cái thứ lớp này á, nó lại mất cái tương tác
Thí dụ như Tịnh Đạt đang cầm mic nói thì quý vị chỉ tương tác bằng cái chat, gõ chữ, nhưng mà như vậy nó cũng làm giảm cái nhịp độ đi. Một cái điều nữa đó là khi mà chúng ta đã tham gia một cái diễn đàn hoặc là một cái lớp học đó thì tại vì đây là cái lớp học online trực tiếp và là cái lớp học tự nguyện, cái người hướng dẫn cũng tự nguyện mà cái người tham gia cũng tự nguyện, cho nên chúng ta rất là tự do. Nhưng thưa quý vị rằng nếu mà là một cái lớp offline học trực tiếp đó thì sẽ không có cái trường hợp này gì xảy ra, bởi vì cái người hướng dẫn yêu cầu, có thể yêu cầu học viên mặc dù người đó chưa chịu làm theo, nhưng mà đã vào trong cái hệ thống đó rồi thì bắt buộc phải làm theo cái người hướng dẫn, tức là khi mà đã vào trong đó là điểm danh, gọi lên đọc bài, đứng lên bảng viết bài thì cái người học viên đó cần phải phải làm theo. Tuy nhiên thì ở đây thì như Tịnh Đạt trình bày là chúng ta cái người hướng dẫn cũng là tự nguyện, cái người tham gia cũng là tự nguyện, và cái chính vì cái tự nguyện đó chúng ta có cái thoải mái tự do, cho nên chỉ là cái việc đó là vị nào có thể xung phong lên để mà ôn bài mà thôi. Nếu mà được nhiều vị á xung phong ôn bài thì sẽ tạo một cái không khí học sôi động, và chính vì cái việc mà tạo lớp học sôi động như vậy thì chẳng những là bản thân mình có được cái lợi ích, tức là mình có một lần ở trong một ngày hoặc là trong một tuần chúng ta mẫu hình miệng ra để mà đọc lại cái lời dạy của Đức. Quý vị nhớ kỹ cái lời dạy, cái từ Pali đó, cái ngôn ngữ Pali, cái chữ viết Pali thật sự là nó không có, thật sự nó không có, mà là cái âm nói và được 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 phiên ra thành những cái chữ cái mẫu từ khác nhau tùy theo cái quốc độ. Cho nên đây là những cái lời mà Đức Phật ngài đã từng từng nói, đã từng dạy cho cái đệ tử của ngài, cho các vị tỳ kheo, cho các vị cư sĩ. Và chúng ta trong một ngày, trong một tuần, chúng ta mở cái khẩu hình miệng để mà lặp lại, trùng tụng lại những cái lời mà Đức Phật ngài từng dạy, thì đó là một công đức rất là lớn. Và cái công đức đó từng ngày giống như cô Nhật Quỳnh trình bày đó, thì nếu chúng ta tập từng ngày mỗi ngày chúng ta đều tham gia để đọc, và mỗi tuần chúng ta đều tham gia để đọc, thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cái thói quen và cái phản xạ tự nhiên. Mà khi đọc gặp văn bản Pali hay là một cái câu kệ ngôn Pali là chúng ta muốn đọc, và chúng ta đọc rất là trôi chảy. Đó là cái sự tập cái đọc tập thành thói quen. Còn như mà thỉnh thoảng chúng ta đọc một lần hay là thấy khó quá thì chúng ta lại không cố gắng á, thì lại là trở ngại, nó không có qua được cái trở ngại, gặp trở ngại. Mà khi mà gặp trở ngại thì chúng ta lại ngán, chúng ta chỉ đọc muốn đọc cái tiếng Việt mà thôi chứ không muốn đọc Pali, thì như vậy đã trở thành một cái rào cản cho chính bản thân mình. Thì muốn nói rằng là ở cái diễn đàn Pháp Cú Kinh này thật ra đó là tất cả đều là tự nguyện, cho nên chúng ta được phép nè, chúng ta được phép nếu vị nào cảm thấy mà có đủ điều kiện không gian, tại vì đôi khi đó là trong gia đình sinh hoạt có những cái tiếng ồn hay là những cái em bé thì cũng rất là thông cảm, thì vì nếu mà chúng ta cầm mic như vậy thì bản thân mình không tập trung, thứ hai nữa sẽ là không có hoàn thành tốt cái bài đọc hôm đó. Nếu mà quý vị nào có cái sắp xếp được cái không gian như phòng đường truyền ổn định thì chúng ta cũng nên cố gắng để mà tham gia cho nó được đầy đủ, bản thân mình cũng có lợi ích mà chúng ta cũng góp phần để mà làm cho cái giờ học nó đem thêm sinh động, thì đó là một cái sự
vài ý để mà Tịnh Đạt muốn trình bày ở đây. Thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta ôn tập phẩm Pandita Vacca, phẩm Hiền Trí. Thì như Tịnh Đạt có nói là nhiều lần, khi mà chúng ta vào cái học đến cái phẩm nào, thật ra thì khi mà Đức Phật ngày trình bày những cái câu kệ ôn pháp cú này đó, thì không có theo thứ tự như mà chúng ta học như bây giờ đâu, dạ, không có theo thứ tự. Sau này khi mà kết tập tâm tạng thì các ngài sắp xếp lại theo cái hệ thống. Ở đây chúng ta có thể nhận biết rõ đó là cái hệ thống trong cái hệ cung kinh pháp cú, nó là cái hệ thống theo từng nhóm, những cái lời dạy có cái tính chất gần với nhau, gần giống với nhau. Thì chính vì vậy mà sau này cái người học đó sẽ dễ nắm bắt hơn. Giống như là chúng ta đang học ở phẩm Pandita Vacca, phẩm Hiền Trí. Thì trong những câu pháp cú ở phẩm Hiền Trí, chúng ta sẽ bắt gặp là những cái phẩm hạnh, những cái cách sống, những cách xử sự của một bậc Hiền Trí. Thì qua đó chúng ta có được nhiều cái ý nghĩa, cũng như là nhiều cái cách định định nghĩa về một bậc Hiền Trí, chứ không có bị vắn tắt ngắn gọn là một người có trí tuệ, một người có hiểu biết, mà là nhiều cách, qua nhiều cái cách sống của các quý vị ở trong của các vị ở trong Hiền Trí này. Đơn cử thì hôm nay chúng ta học ba câu kệ ngôn, chúng ta thấy rằng có ba cách xử sự khác nhau, có ba cách thể hiện cái phẩm hạnh của một vị thiền Hiền Trí. Cách thứ nhất ở trong câu 79 mà chúng ta bắt gặp đó là Kim Pina. Ngài là một bậc Hiền Trí bởi vì ngài cảm nhận được cái hạnh phúc của Phật pháp đó. Nó là một cái hạnh phúc mà không thể nào cái hạnh phúc thế gian so sánh được. Cái hạnh phúc thế gian của một bậc vương giả, một bậc đế vương, cho dù có hưởng được lạc ngũ trần cao siêu đến đâu, giàu sang đến đâu, cũng không có thể sánh bằng được cái hạnh phúc của một vị tăng sĩ để diệt trừ các cái lậu hoặc phiền não. Cho nên ngài thường hay thốt lên là: ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay, quả thật là hạnh phúc. Cái trường hợp thứ hai mà chúng ta bắt gặp ở trong câu kệ ngôn pháp cú số 80 là trường hợp của vị sa di 7 tuổi Pandita. Cái vị sa di 7 tuổi Pandita là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta nhìn nhận ở hiện tại đó là một vị sa di 7 tuổi, thì quý vị là tuổi rất còn trẻ, mà trong cái tuổi độ bộ tuổi 7, 8 đến 10 tuổi thì thật sự ra cái suy nghĩ rất là còn non nớt, không thể nào có một suy nghĩ chín chắn như là một cái vị sa di Pandita được. Ở đây do cái duyên lành đã tạo, do cái phước đức ba la mật đã gieo, cho nên đối với một vị sa di 7 tuổi Pandita, tuy là còn trẻ, còn non, nhưng mà với một cái nhận định rất là sâu sắc mà kể cả những cái người lớn tuổi chắc nào có thể là có. Đó là cái nhận định về cái đời sống thường ngày. Tại sao mọi thứ đều có thể kiểm soát được, những cái thứ vô tri vô giác có thể kiểm soát được, nhưng mà cái tâm của mình thì tại sao mình không thể kiểm soát được? Chính vì cái nhận định này lại là một cái đề mục tu tập. Và quý vị thấy trình bày rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mà phải nói rằng để mà tự nhiên sanh khởi một cái tư tưởng tu tập như thế này thì phải nói rằng đời đời đã gieo trồng ba la mật. Đời đời kiếp kiếp để dây trồng ba la mật.
Cũng giống như bây giờ mà quý vị mà đi ra ở ngoài đường trong làng xóm mà chúng ta thấy cái cảnh mà xung đột của làng xóm, của láng giềng đó, thì cái người mà không biết Phật pháp á thì sao, thì hay tám chuyện hay ngóng chuyện, còn cái người biết Phật pháp thì sẽ khác, họ sẽ dễ lấy cái đề mục đó để mà suy nghĩ về cái một cái để mà la xa lánh cái thế gian, càng xa càng nhanh càng tốt. Thấy cái thế gian này đáng đáng chán biết bao, vui đó rồi xung đột đó rồi ẩu đả đó rồi xích mích đó, cho nên cố gắng làm sao thoát khỏi cái tam giới này càng nhanh càng tốt. Thì có một cái suy nghĩ như vậy, thưa quý vị, rằng cần phải tu tập từng chút một, từng đời một, từng kiếp một. Cái trường hợp thứ ba ở trong câu kệ ngôn 81 đó là ngài Phát-tí-giá. Ngài Phát-tí-giá là một vị thánh tăng, do là cái thân thể của ngài bị khiêm tốn nhỏ bé, cho nên dễ bị người khác hiểu lầm, không có biết ngài là thánh tăng, cho nên dễ dẫn đến cái việc mà chiêu ghẹo về cái thân thể bé nhỏ của ngài. Nhưng tôi quý vị rằng cái nội lực bên trong của một vị thánh tăng được ví như là một cái tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, từ gió hướng tứ phương tám hướng. Và cái điều đó nó thể hiện là một cái bậc hiền trí đối với tám ngọn gió đời của thế gian, được mất hơn tua, có danh mất danh, được lợi mất lợi, rồi hạnh phúc đau khổ, tất cả những cái cám dỗ hay là cái thử thách ở trong cuộc đời, nó không có thể nào lay động được cái bậc hiền trí. Ở đây chúng ta lại có thêm một cái định nghĩa về một bậc hiền trí. Thường thì chúng ta nghĩ rằng bậc hiền trí là bậc thông minh sáng suốt, nhưng mà ở đây chúng ta có một ý nghĩa, đó là một cái vị không có bị chao động giữa tám pháp thế gian, là một bậc hiền trí. Thì như vậy thì chúng ta để ý rằng học phẩm hiền trí Panditapaka thì chúng ta lại học thêm nhiều cái cách định nghĩa, nhiều cái cách nhìn nhận thế nào là một bậc hiền trí, và một bậc hiền trí có những cái phẩm hạnh khác nhau như thế nào. Đó là một cái gợi ý mà chúng ta có thể để ý, để mà chúng ta tiếp thu một cách rất là nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần là cái ý nghĩa của cái bậc hiền trí trong những cái câu kệ ngôn. Thì hôm nay chúng ta cũng hoàn thành xong cái phần ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật với ba câu kệ ngôn 79, 80 và 81. Và thưa quý vị rằng tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần ôn tập cuối tuần này với với câu kệ ngôn 82 liên quan đến một cái chuyện duyên sự mẹ công chúa Cana. Câu 83 liên quan đến tích truyện duyên sự 500 vị tỳ kheo. Câu số 84 liên quan đến tích truyện duyên sự Đại Đức Thamika. Như vậy thì chúng ta sẽ có ba câu là câu 82, 83 và 84 cho cái phần ôn tập vào Chủ nhật tuần sau. Dạ bây giờ thì đã cũng đã hết giờ sinh hoạt. Kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn, và trước khi dứt lời thì chúng con xin cũng thành kính tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và về lớp học ôn tập cuối tuần. Cầu mong cho tất cả quý vị luôn luôn được sự an lành quá. Nam mô Bụt. Dạ kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt,
đã hướng dẫn cho chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Mà quan tâm sắp mangalang rakhan to sapede ko ta sap ma buddha nu pha we na sada sa thi phong an tu te và quan tâm sắp mangalang rakhan to sapede ko ta sap an ham ma nu pha we na sada sa thi phong an tu te và quan tâm sắp mangalang rakhan to sapede ko ta sap an sang kha nu pha we na sada sa thi phong an tu te tất cả pháp văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tùy Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta san ti quy hà ra qua si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha isara sappana puta sukhita pawan tu te cha la pu cha ye pi cha anda tham pawa sam se da cha ta a tha vo papa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sappe pi dukkha sakha rontu sangkha yang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ca la sẵn khô hô tu sa mắc ngô quá a tha gia cha hi ta gia cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô quốc thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống.